tháo rời có một số đồ món rất là nhiều nha. Đó, có mấy cái đồ còn tận dụng được quay cho mọi người mua nha. Đó, quay có mấy cái nào mà nó xong trước thì quay trước, còn mấy cái đầu đuôi xe, bộ đuôi xe thì quay sau nha, quay chi tiết sau nha. Đó, có vì tháo ra dư được mấy cái cốc lọc nè, lọc aluminium. Lọc này nó còn xài rất là tốt nha. Đó. Nó kèm một cái sợi dây hút màu cam lên nữa nè. Ai mua cái sợi dây hút màu cam này thì 100.000 một sợi nha. Đó, còn nếu mà ai mua cả cái này nó kèm luôn cái van này nha. Đó, nó kèm luôn cái van này. Đó, với lại một cái lọc ly. Em bán cho mọi người 600.000 nha. 600.000 một bộ này nha. Đó, có cái lọc ly Rimitsu còn xài ok. Thì cái này là có một cái van khóa với lại một cái sợi dây cam nha. Đó là 600.000. Ai không mua cái này thì trừ ra. Cái này 500.000 trừ ra. Này 500.000, cái sợi dây này 100.000 nha. Họ kêu được mấy cái đẹp này mấy còn xài ok quay cho mọi người nha. Cái này thì lâu lâu nó mới về hà, mọi người mua thì tranh thủ nha. Rồi, có mấy bộ khóa đề này. Đó, nó nguyên bản như thế này luôn. Có ủ khóa đề, có công tắc cam và timer thời gian nha. Hôm này có tầm chục bộ. Đó. Có tầm chục bộ nha. Còn xài ok luôn nha. À, cái này em bán 200.000 một bản nha. 200.000 một bản. Đó, ủ khóa đề với lại timer thời gian với lại công tắc cam 200.000 một bản. Đó, có cái này cũng bản khóa đề luôn. Cái này thì em bán 350 nha. Đó, cái này cho nó có co nhựa này. Đó, có co có van này. Đó, như cái bộ này 350.000 nha. Có khóa đề này, có công tắc, có timer thời gian, hai cái đèn báo. Rồi như này có van, này có cái lưới. Bộ này em bán 350 nha mọi người. 350 một bộ nguyên cục như thế này nha. Rồi. Rồi bộ này 350 nha. 350 em bao ship cho mọi người luôn nha. Bao ship cho mọi người 350.000. Cái này 200.000. Rồi ship thì cũng tầm 15.000 thôi mọi người, tầm 15-20.000 thôi. Rồi có nấm chấm thu này, thu chấm rung. Bán 10.000 một cục, trong này có tầm 50 đến 60 cục nha. 10.000 một cục thôi, xui chấm rung còn xài rất là tốt. Rồi, nắp khóa đề, ai mua nắp đề thì liên hệ em. Cứ 60.000 một nắp nha. Nắp còn xài tốt ấy. Mấy cái lưới này, như mấy cái lưới này ai mua cỡ cần thì để cho mọi người 5.000 một lưới nha. Đó, có mấy cái máy xăng nó bị hư rách hết mọi người, còn này dư này 5.000 một lưới luôn. Cái bình xăng rất là đẹp luôn. Đó, có hai cái anh nào mua hết hai cái bao ship một cái 200.000 nha. Đó, anh nào mua hết hai cái bao ship luôn nha. Rồi có con ủ này 250.000 bốn chân luôn. Rồi theo là bộ lọc hút nha. Đó, cái lọc này còn rất là đẹp nè, kìm cái to này. Cái này cái van nè, có một cái van khóa, có cục lọc hút rất là bự luôn, bản size 17 nha. Đó, cái lọc này còn rất là đẹp, thêm một cái sợi dây nữa. Bộ này em bán nguyên bộ là 800.000 nha. Anh nào mua cái lọc không thì 450. Cái này, cái sợi này kèm với cái này 250.000 nha. Đó, mọi người mua hết cái này thì 800.000. Đó, có cái cục này, nguyên bộ này, mua nguyên bộ lọc hút của nó không còn chắc 4 bộ nha. Đó, mười mấy bộ còn 4 bộ mọi người. Đó, còn mấy bộ. Anh nào mua thì chụp màn hình lại cho em, một bộ 800.000. Ship thì tầm 15-20.000 thôi mọi người, em ship rẻ cho. Đó, có hai sợi hút 34 nè mọi người. Hút này còn khá là đẹp luôn. Lọc nè, lưới lọc này bằng inox còn khá là đẹp luôn. Đó, hút 34. Đó, cái này bán 700.000 một sợi hút nha. Đó, cái này mấy lúc em bán về phun thuốc kiếm hoài không có, giờ thì nó về được hai cái này, đang dư bán luôn cho mọi người luôn. 700.000 một sợi hút 34 nha, có hai bộ, hai sợi nha. Đó, hút hồi này, hút hồi xanh này thì cũng còn vài bộ quay mẫu cho mọi người thôi, để mẫu mọi người thôi. 500.000 một bộ hút hồi xanh nha. Đó, hút hồi đồng nè. Đó, hút hồi đồng này thì nó hơi hiếm, bán 600.000 một bộ nha mọi người. Đồng này xài biết bao giờ cho hư đồng thau á. Đó, này bán 600.000 nha. Chỗ này nó hơi hiếm mà khách cũng nhiều khách cần.
đó, vì đa số vì nó bị rách cái ruột gà hết mọi người đó, nên là rất là khó vì mấy cái bộ ngon như thế này đó, nên là bán 600.000 bộ hút hồi này ít nha. Đó, này thì 500.000 rồi. Người ai mua mấy cái bình xăng thì liên hệ em nha. Đó, mấy bình xăng nè, đó, dây nguồn luôn, dây nguồn cỡ 4-5 mét có hết nha, bán mét 25.000 một mét nha. Rồi, mấy cái mâm xe này, mâm xe 4 bánh này bán 300.000, 350, 400.000, 450 tùy mâm lớn nhỏ nha. 4 bánh xe vì mọi người tự chế luôn, tự chế gắt máy hoặc là chế mình chứa đồ nghề ok nha. Đó, hai buổi hồi này khách tới lấy khách mua rồi không quay. Đó, cái khung lắp máy nè mọi người. Hôm nay em mới tháo máy còn mới ken, 600.000 nha. Đó, khung nhỏ, khung này dài 60, rộng 42, cao 40 nha. Đây, có cái tay cầm kéo luôn đây. Đó, khung lớn này thì rộng 50, dài 65 nha. Đó, khung này cũng lắp máy thôi, ok, có tay cầm luôn. Khung này khung lớn hơn bán 700.000 nha, khung còn nguyên viên còn nguyên mới nha. Đó, khung này 700.000. Rồi máy xăng nè, rồi máy xăng này em bán hết EH25 rồi, bán RM290 rồi, còn Mitsu GD220 còn được vài con. Hay nào mua máy xăng 220 thì anh bóp nha, chứ mấy loại máy xăng kia em bán hết rồi nha. Đó, bán hết rồi, còn máy xăng RM220 thôi. Rồi, quay sơ thôi. Vì mấy dàn trụ nhôm nè, mấy dàn trụ này khách đặt cọc hết rồi nha. Đó, có chiếc xe, có chiếc xe đẩy này chưa bán nè. Ai mua xe đẩy này em bán cho 2.2 triệu luôn. Bánh nè, còn rất là ok, mâm rất là dài luôn. Cái này mình tải 600-700 kg nha. Đó, xe này bây giờ bán 2.2 triệu cho mọi người luôn. Còn mấy chiếc xe này có khách chốt hết rồi nha. Khách trụ chốt, à có mấy cái chỗ đèn mọi người. Ở chỗ đèn này mọi người về treo ngoài nhà xưởng, treo sân hay là treo ở đâu cũng được, mà cái chó này nó chất liệu bằng nhôm nha. Đó, nó chất liệu bằng nhôm, nó bảo vệ rất là tốt, phơi mưa phơi nắng đi ngoài biển hay là rất là tốt nha. Đó, có bóng bên trong nè, có cái kính cường lực bảo vệ luôn, có kính bảo vệ ngược bảo vệ này. Cái bóng bên trong hiện tại là nó không có dùng được, nó sẵn chui, mọi người về gắn cái bóng nào cũng được nha, gắn cái bóng nào xài bất kỳ điện 110 hay 220 được, đều được hết nha. Mọi người gắn cái bóng nào cũng được, em chỉ bán cái chói thôi. Cái bóng thì em bỏ cho mọi người, nhưng mà cái bóng này không có xài được nha. Đó, mới về dính được 4 cái chói rất là đẹp nè. Ai mua thì inbox cho em nha. Rồi, còn có quay cụ thể máy rửa xe thì chỉ xin sẽ quay clip lên cho mọi người nha. Đó, em chỉ quay mấy cái đồ máu lên tinh thôi. Anh nào cần thì chốt trước nha. Anh nào cần khung thì anh bóp khung, hút hồi, lọc ly với lại chân su với chó đèn anh bóp cho em nha. Em có để số điện thoại bên dưới nha, mọi người chụp màn hình rồi gửi bên Zalo cho em báo giá lại, chốt hàng nha.